Theo nhận định của cơ quan chức năng, đợt dịch này lây lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, một phần do biến chủng mới, một phần do nhiều người dân còn chủ quan, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, làm ảnh hưởng tới thành quả chống dịch của thành phố trong nhiều tháng qua. Chỉ trong 4 ngày, từ 27 đến 30 tháng 5, chuỗi lây nhiễm liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng vọt lên 126 ca nhiễm. Theo nhận định của cơ quan chức năng, ổ dịch này lây lan nhanh là do môi trường sinh hoạt chung của nhóm tín đồ tại nhà nhỏ hẹp, không thoáng khí, người tham gia sinh hoạt không đeo khẩu trang. Điều đáng nói là trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm ngưng các sinh hoạt, sự kiện tôn giáo tập trung đông người. Liên quan tới việc làm lây lan dịch bệnh từ hoạt động của nhóm tín đồ này, công an đã khởi tố vụ án hình sự. Trong quá trình khởi tố vụ án này sẽ tiến hành điều tra và phát hiện cá nhân nào có đầy đủ các cái hành vi vi phạm theo điều luật này thì sẽ tiến hành tiếp tục khởi tố liên quan đến bị can. Vụ việc làm lây lan dịch bệnh trong hoạt động của nhóm tín đồ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là lời cảnh tỉnh về ý thức phòng chống dịch nơi nhiều người. Tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác vẫn hiện diện, từ việc hàng quán vẫn bán buôn, đón khách, tới việc người dân tụ tập đông người, bất chấp lệnh cấm, và nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mang khẩu trang thì vẫn còn là cái tình trạng là lơi lỏng lắm. Thành ra tôi đề nghị là các quận huyện, các đồng chí tăng cường kiểm tra và phạt mạnh lên. Dịch bùng phát và đang diễn biến rất phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh đã phải áp dụng biện pháp mới nhất và cao nhất tính đến thời điểm này là giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu hạn chế không ra đường, không tập trung quá 5 người nơi công cộng. Với những người đang ở các khu vực cách ly, khu vực nguy cơ cao, có liên quan chuỗi lây nhiễm, càng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch. Bọn em tự cách ly ở nhà, không có đi đâu hết. Dạ, từ khi đợt dịch bùng ra thì bọn em tự cách ly ở nhà hết. Từ thông điệp 5K, nay là thông điệp 9K. Thế nhưng thông điệp vẫn chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền. Nếu như người dân không biến thông điệp thành ý thức và hành động của bản thân, ý thức phòng chống dịch một cách đầy đủ và nghiêm túc nơi mỗi người dân, chính là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa đà tiến công của COVID-19, góp phần sớm kiểm soát được dịch bệnh.